Các bạn đang nghe truyện đế quốc đại phản tặc trên kênh TV Audio CV. Chương 1035, nhẹ nhàng dễ dàng. 1. Bắn tên, bắn tên. Chỉ nghe quan quân tả kỵ quân đang hò hét hàng cả giọng. Binh sĩ tả kỵ quân dương cung cài tên, lát đắt bắn ra một loạt tên. Tên mềm nhũng vô lực rơi ở các nơi, vi hiếp đối với tuần phòng quân tấn công cũng không lớn. Bắn tên, áp chế bọn hắn, cung thủ tuần phòng quân bên này dương cung cài tên, chỉ nghe tiếng tên xé gió vù 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 không ngừng vang lên. Từng mũi tên mạnh mẽ hướng tới trên quân trại bao trùm. Phốc phốc phốc. Đốc đốc đốc. Mũi tên không ngừng hạ xuống, binh sĩ tả kỵ quân không lòng nào ham chiến không ngừng có người trúng tên, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Bắn tên, tiếp tục bắn tên. Quan quân tả kỵ quân thanh âm dồn dập hô to nhưng một lần này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy các cung thủ tả kỵ quân đã ném trường cung cùng túi tên, vừa lăn vừa bò hướng về nơi xa bỏ chạy. Trở về, trở về. Quan quân tả kỵ quân vung trường đao, hỗn hển trống to. Phật. Một mũi tên xuyên thấu cổ hắn, thân thể hắn cứng đờ, thanh âm im bặt. Phốc phốc. Lại có mấy mũi tên tựa như rắn độc đâm thủng bầu trời đêm, hung tợn chui vào thân thể quan quân này. Phốt! Thân thể quan quân này thẳng tắp ngã xuống đất, bị bắn chết ngay tại chỗ. Rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân dơ tấm khiên đã theo thông đạo lao tới cổng trại. Lên! Từng chiếc thang dựa lên quân trại, lão binh tuần phòng quân nhảy lên thang, tựa như con khỉ linh hoạt leo lên. Khi bọn họ nhảy lên tường quân trại, trừ thương binh trúng tên bị thương ngã dưới đất kêu rên, binh sĩ tả kỵ quân thủ vệ đã tựa như chim sợ cành công, tản ra bỏ chạy. Đám chó chết này, chạy quá nhanh rồi. Nhìn thấy tả kỵ quân binh sĩ thế mà vừa chạm đã tan, binh sĩ tuần phòng quân muốn giết địch lập công chửi ầm lên, đồng thời cầm đao xuống khỏi tường quân trại. Bọn họ rất nhanh đã đoạt được cổng nam của Giang Bắc Đại Doanh. Giết! Binh sĩ tuần phòng quân cuồn cuộn dơ đuốc, dơ trường mâu đánh vào binh doanh tả kỵ quân. Trong gian bắt đại doanh của tả kỵ quân ánh lửa ngút trời, tả kỵ quân đeo hành lý chuẩn bị làm đào binh, xem náo nhiệt, không biết làm sao chỗ nào cũng có. Ở phương hướng gần trung quân đại trướng, phó tướng Giang Nghị đang dẫn theo rất nhiều binh sĩ vây giết đám người A Bân. Giết chết hết bọn hắn. Không tha một ai. Phó tướng Giang Nghị nhìn đám người A Bân lâm vào vòng vây, vẻ mặt đầy dữ tợn. Giết. Rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân dơ trường mâu tràn lên trường mâu sắc bén đâm loạn một phen Phật a à. trường mâu đâm vào thân thể đám người a bân tiếng kêu trên thống khổ lúc trầm lúc bổng đám người a bân đang dãy chết nhưng phó tướng giang nghị bên này binh mã quá nhiều đông nghìn nghiệp một mảng đối mặt trường mâu bốn phương tám hướng đâm đến binh khí bổ tới các binh sĩ tả kỵ quân tùy tùng a bân không ngừng ngã trong vũng máu sau đó liền bị thân tính của giang nghị xông lên chém cho be bét máu thịt a bân vị tiếu quan này muốn phú quý là cầu trong nguy hiểm rất nhanh đã trúng mấy đao không đứng thẳng được ngã xuống đất con mẹ nó chặt đầu hắn treo lên cột cờ cho ta đối mặt a bân người đầy máu tươi phó tướng giang nghị tức giận không thôi hạ lệnh treo đầu thị chúng ở lúc mấu chốt này thế mà có người muốn bắt mình đi thỉnh công điều này làm phó tướng giang nghị rất căm tức một binh sĩ tả kỵ quân tiến lên giơ tay chém xuống đầu của a bân đã bị chặt xuống khi phó tướng Giang Nghị vừa dẫn người chém giết bọn A Bân nội chiến làm loạn, một quan quân vội vã chạy tới. Phó tướng đại nhân, không ổn rồi. Quan quân vẻ mặt hoảng hốt hô to, tuần phòng quân từ cửa nam đánh vào rồi. Cái gì? Chương thọ tên giáo úy này là làm ăn cái gì không biết. Vì sao không ngăn cản? Khi biết được tuần phòng quân từ cửa nam đánh vào, Giang Nghị trừng mắt, vừa kinh vừa giận. Quan quân thanh âm gấp gáp trả lời, Chương giáo úy không biết chạy đi nơi nào rồi, binh sĩ dưới trướng hắn đã bị đánh sập. Con mẹ nó! Giáo úy Chương Thọ là thân tín của phó tướng Giang Nghị, hắn cố ý phái gã đi thủ vệ cửa Nam Giang Bắc Đại Doanh. Nhưng bây giờ vị chương giáo úy này không biết tung tích, điều này làm Giang Nghị rất thất vọng, rất tức giận. Chết. Đang ở lúc này, chỉ nghe tiếng vó ngựa ầm ầm, rất nhiều kỵ binh dơ đuốc đã từ nơi xa xung phong tới binh sĩ tả kỵ quân trong gian bắt đại doanh ở dưới các kỵ binh này tấn công tản ra bỏ chạy có một số tả kỵ quân tự cho là to gan muốn ngăn cản nhưng một cái đối mặt đã bị kỵ binh hút cho ngã trái ngã phải rất nhiều người bị chiến mã đạp chết tươi vô cùng thê thảm đi đi mau nhìn thấy đại đội kỵ binh đã xông vào binh doanh phó tướng giang nghị nào còn dám ở lại chỗ này hắn trung quân đại trướng cũng không về ở dưới một đội thân vệ vây quanh vội vã hướng về cổng bắc bỏ chạy nhưng khi hắn vội vội vàng vàng chạy tới cổng bắc cổng bắc đã bị tuần phòng quân cướp lấy đại đội binh mã tuần phòng quân đang cuồn cuộn không ngừng ùa vào gian bắt đại doanh sau khi thấy một màn như vậy lòng gian nghỉ nhất thời lạnh một nửa đi từ phía tây tuần phòng quân giết vào binh doanh tả kỵ quân từng đám tả kỵ quân tham sống sợ chết ném binh khí đầu hàng giang nghị giờ phút này đã không còn lòng nào ham chiến hắn chỉ là muốn chạy khỏi nơi này sau đó lại tính toán hắn làm phó tướng nhiều năm như vậy trong nhà lại có nhiều sản nghiệp như vậy cho dù về sau không còn quyền thế địa vị trong tay của hắn còn có lượng lớn tài phú làm một phú ông cũng không tồi phó tướng gia nghị dẫn theo thân vệ chật vật không chịu nổi chạy tới phía tây đại doanh khi hắn đến phía tây các thân vệ tùy tùng hắn cũng chỉ sót lại mấy chục người các tướng lĩnh càng không thấy bóng dáng người khác không biết là chạy tan rã rồi hay là không đuổi kịp. Nhưng bây giờ Giang Nghị đã không quản được nhiều như vậy. Hắn ở dưới thân vệ giúp đỡ, dùng dây thừng từ phía tây quân trại rời khỏi binh doanh. Bên ngoài binh doanh đào vài cái chiến hào chứa đầy nước. Bây giờ vì chạy trốn, bọn Giang Nghị không thể không nhảy vào trong nước lạnh thấu xương, chật vật chạy ra. Ở phía sau bọn họ, trong gian bắc đại doanh đã tràn đầy tiếng người kêu ngựa hí. Kỵ binh cùng bộ binh tuần phòng quân tạo thành đội ngũ đi vào gian Bắc Đại Doanh. Binh sĩ tả kỵ quân đã mất đi chỉ huy tựa như rùi bọ không đầu chạy loạn khắp nơi, ý đồ chạy khỏi nơi này. Đứng lại. Đầu hàng miễn chết. Chạy nửa bắn chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy các binh sĩ tả kỵ quân kia bối rối chạy trốn, binh sĩ tuần phòng quân lớn tiếng quát. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đại nhân tha mạng. Đối mặt tuần phòng quân từng đội đi vào, tả kỵ quân đã trở thành năm bè bảy mãn hầu như không có ai phản kháng, rất nhanh đã đầu hàng thành từng nhóm. Tuần phòng quân quân kỹ nghiêm minh, trái lại cũng không chém giết lung tung. Phàm là gặp được binh sĩ tả kỵ quân đầu hàng, trực tiếp đoạt binh khí của bọn họ, trông giữ ngay tại chỗ. Khi Trương Vân Xuyên ở dưới một đám người vây quanh tiến vào binh doanh tả kỵ quân tràn đầy hỗn độn, tuần phòng quân đã khống chế cục diện. Đại nhân bây giờ chúng ta đã tiếp quản binh doanh tả kỵ quân đám ngát gan kia toàn bộ ném binh khí đầu hàng rồi ta cũng cảm thấy mất mặt thay bọn hắn bọn hắn so với đám sơn tặc kia còn uất ức hơn đám người giáo úy đại hùng tất bước nên đón trương vân xuyên trong lời nói tràn đầy không hài lòng nếu tả kỵ quân phản kháng bọn họ còn có thể thuận tay kiếm thêm một ít quân công nhưng tả kỵ quân dễ dàng sụp đổ vừa vây đã đầu hàng cái này làm bọn họ siết chặt nắm tay đánh ra, giống như là đánh vào không khí, điều này làm bọn họ khó chịu không thôi. Bọn họ khát vọng là một hồi chém giết vui vẻ đầm đìa. Nhưng tả kỵ quân đầu hàng quá nhanh, khiến bọn họ cũng chưa có cơ hội đấu với tả kỵ quân. Ngươi cũng đừng vẽ mặt u ám, ta trái lại cảm thấy bọn họ đầu hàng là chuyện tốt. Trương Vân suy nhìn chung quanh một vòng, đã không nhìn thấy chiến đấu xảy ra nữa, chỉ có rất nhiều tả kỵ quân đã bị tước vũ khí ngồi ở trên đất chờ đợi xử trí. Bọn họ trực tiếp đầu hàng, huynh đệ chúng ta có thể bớt một chút thương vong. Đại nhân nói đúng. Đại hùng lập tức xấu hổ nói là bản thân ta nghĩ sai rồi. Đám người gian nghị bắt được không? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Đám người gian nghị là cao tầng tả kỵ quân, là người tiết độ phủ điểm danh đòi. Bây giờ lộn xộn. Huynh đệ phía dưới còn chưa báo cáo lên bắt được, có thể bọn gian nghị xen lẫn trong tù binh. Nhưng bọn hắn không chạy thoát đâu. Đại hùng nói chắc như đinh đóng cột, nơi này từ trong ra ngoài đều là người của chúng ta, bọn hắn chấp cánh khó thoát. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, áp giải hết tù binh đến giáo trường trông coi, tiến hành thanh tra đối với bọn họ, mau chóng điều tra ra các cấp quan quân. Đồng thời nắm chặt thời gian cứu chữa người bị thương, dập lửa giải quyết hậu quả rõ đám người trương vân xuyên lợi dụng gia quyến cùng tù binh tan rã lòng quân tả kỵ quân có thể nói một lần này bọn họ không cần tốn nhiều sức đã đánh vào giang bắc đại doanh bản thân bọn họ thương vong cực nhỏ tả kỵ quân cũng thương vong rất nhỏ khi tuần phòng quân đang khẩn trương thanh tra tù binh xử trí khắc phục hậu quả ở phía tây giang bắc đại doanh đám người phó tướng giang nghị đã bị kỵ binh tuần phòng quân tuần tra bên ngoài bắt được đám người Giang Nghị thừa dịp loạn chạy ra khỏi binh doanh, vốn cho rằng có thể chạy thoát, nhưng ai biết đụng phải kỵ binh tuần phòng quân tuần tra. Kỵ binh xung phong một cái, thân tín hộ vệ dưới Trướng Giang Nghị đã thương vong hơn phân nửa, Giang Nghị cũng trở thành tù binh của tuần phòng quân. Đi, đi mau! Sắc trời tờ mờ sáng, hơn 10 kỵ binh của tuần phòng quân kêu kỵ binh áp giải đám người Giang Nghị tóc tai bù xù trở về. Giang Nghị vẻ mặt suy sụp, tựa như cha mẹ chết trong tay hắn vốn nắm bảy tám ngàn tả kỵ quân, là phó tướng tả kỵ quân uy phong lẫm liệt. Nhưng bây giờ trở thành tù nhân, mấy binh sĩ tuần phòng quân cũng dám quát tháo nạt nộ đối với hắn, điều này làm hắn đặc biệt nghẹn khuất cùng khó chịu. Hắn bây giờ cũng ảo não không thôi. Sớm biết có hôm nay nào sẽ làm như lúc trước. Hắn làm phó tướng nhiều năm như vậy, không chuyên môn thao luyện binh mã, ngược lại một lòng một dạ tìm kiếm phương pháp phát tài hắn kinh doanh việc làm ăn của mình không chỉ coi binh sĩ tả kỵ quân làm khổ lực miễn phí để sử dụng hơn nữa còn dựa vào thân phận phó tướng của mình thường xuyên cắt xén quân lương của bọn họ bây giờ tuần phòng quân đánh tới tả kỵ quân vừa tiếp xúc đã tan tác điều này làm hắn hối hận không kịp tả kỵ quân phàm có một chút sức chiến đấu hắn cũng không đến mức chật vật như thế các vị huynh đệ chúng ta thương lượng chút như thế nào giang nghị dừng bước Ánh mắt hướng về phía mười mấy kỵ binh tuần phòng quân Kiêu Kỵ binh. Các ngươi bắt ta trở về, cũng không lĩnh được bao nhiêu bạc thưởng, nhiều lắm chỉ mấy trăm lượng bạc. Các ngươi nếu thả ta, ta có thể cho các ngươi rất nhiều bạc, cam đoan các ngươi đời này đều ăn uống không lo. Trong lòng Giang Nghị rất rõ, hắn là tâm phúc trung thành của Đô đốc Lưu Uyên. Đô đốc Lưu Uyên đi Giang Châu không có động tĩnh, hắn một khi bị bắt trở về, kết cục khẳng định không tốt đến đâu hắn không muốn chết, cũng không cam lòng. Thế nào, ngươi muốn thu mua chúng ta à, một thập trưởng kiêu kỵ binh nhíu mày. Huynh đệ, xem ngươi nói lời này kìa, ta nào dám thu mua các ngươi chứ. Ta chỉ là muốn cầu một con đường sống. Còn xin các vị huynh đệ tạo điều kiện. Gia nghị nặng ra nụ cười nói, các ngươi nói con số, ta cố gắng đi gom bạc, tuyệt đối khiến các ngươi hài lòng. Sau khi nghe được lời này, có mấy binh sĩ kiêu kỵ binh có chút động lòng. Bọn họ ở trước khi làm lính đều là lưu dân, trải qua cuộc sống khổ sở. Giang Nghị này làm phó tướng Tả Kỵ quân nhiều năm như vậy, tích góp bạc khẳng định không ít. Nếu có thể từ trên người hắn kiếm được một khoản bạc vào tay, vậy bọn họ khẳng định phát tài lớn. Ba vạn lượng như thế nào? Giang Nghị nhìn binh sĩ kiêu kỵ binh ghiềm ngựa, mang tính chất thử mở miệng. A à, khi nghe nói Giang Nghị lấy ra ba vạn lượng bạc cho bọn họ, có binh sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là ba vạn lượng bạc đấy. Bọn họ nếu có ba vạn lượng bạc, còn làm binh sĩ cái gì chứ, trực tiếp đi mua ruộng lập nghiệp, về sau làm phú ông. Cho ba vạn lượng, một binh sĩ có chút không tin hỏi. Đúng, các ngươi thả ta, ta cho các ngươi mỗi người ba vạn lượng bạc. Lời của Giang Nghị khiến binh sĩ kiêu kỵ binh hít thở cũng trở nên dồn dập, Bọn họ còn cho rằng gian nghị cho bọn họ tổng cộng 3 vạn lượng. Không ngờ ý tứ của hắn lại là mỗi người 3 vạn lượng bạc, thập trưởng đại nhân, ta cảm thấy chuyện này có thể làm. Huynh đệ chúng ta làm lính cả đời cũng không kiếm được 3 vạn lượng bạc. Có bạc, chúng ta đến lúc đó ăn no uống say, hưởng cuộc sống của người bề trên. Ngũ trưởng Kiêu Kỵ binh dục ngựa đến trước mặt thập trưởng, đè thấp giọng, cảm xúc có chút kích động. Thập trưởng nhìn ngũ trưởng một lần, trừng mắt nhìn hắn nói, chúng ta một mình thả hắn, cấp trên truy cứu, đến lúc đó chúng ta chịu không nổi. Sợ cái gì chứ? Chúng ta cầm bạc xong là chạy. Đến lúc đó chúng ta đi Phục Châu, hoặc đi Liêu Châu, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, bên trên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không làm gì được chúng ta. Thập trưởng cúi đầu suy tư một phen, ánh mắt hướng về phía huynh đệ khác của kiêu kỵ binh. Thập trưởng đại nhân, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta xoay người đó một huynh đệ kiêu kỵ binh mở miệng nói ta cảm thấy có thể bọn họ đều là phàm phu tục tử đối mặt ba vạn lượng bạc thật sự là khó có thể từ chối dụ hoặc này thập trưởng thấy mọi người đều muốn cầm bạc chạy hắn cũng do dự giang nghị sau khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người trong lòng rất vui vẻ chỉ cần bọn họ động lòng vậy hắn liền có cơ hội sống sót ba vạn lượng quá ít Thập trưởng dục ngựa đi tới trước mặt Giang Nghị, nghiêm trang nói: "Mỗi người năm vạn lượng, nếu không không bàn nữa." Giang Nghị sau khi nghe được lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng. "Đám lính này cũng quá thiếu kiến thức rồi. Hắn làm phó tướng nhiều năm như vậy, chỉ hàng năm lưu gia chia cho mình lợi nhuận muối tư đã là một khoản bạc thật lớn. Càng đừng nói hắn làm ăn lương thực, vải vóc cùng với đồ sắt. Đừng nói là mỗi người năm vạn lượng, cho dù mỗi người 50 vạn lượng" hắn cũng lấy ra được. Các vị huynh đệ, các ngươi cũng biết, ta tuy là phó tướng tả kỵ quân, nhưng mỗi tháng quân lương cũng không nhiều, cũng chỉ hơn 100 lượng bạc. Ta mấy năm nay làm ăn mới tích góp một chút gia sản, cho mỗi người các ngươi ba vạn lượng, đã là cực hạn. Cái này mỗi người cho năm vạn lượng, thật sự là nhiều quá rồi, cho dù đánh chết ta, ta cũng không lấy ra được đâu. Thập trưởng sau khi nghe xong lời này, cũng cảm thấy mình tựa như đòi quá nhiều rồi dù sao mỗi người năm vạn lượng cộng lại cũng phải mấy chục vạn lượng bạc cả một phó tướng tả kỵ quân tuy quyền cao chức trọng nhưng quả thật không nhất định lấy ra thập trưởng trầm ngâm sau đó nói vậy bốn vạn lượng thiếu một lượng cũng không bàn nữa huynh đệ như vậy đi ba vạn năm ngàn lượng như thế nào hơn nữa ta thật sự là không lấy ra được tuy mình có cả đống bạc nhưng Giang Nghị biết đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài, vì thế hắn vẫn cò kè mặt cả. Ngươi muốn bạc hay là muốn mạng? Nếu muốn mạng sống, cứ dựa theo thập trưởng đại nhân nói, cho chúng ta mỗi người bốn vạn lượng bạc. Một huynh đệ kiêu kỵ binh rút trường đao, đặt ở ngực Giang Nghị, hung tợn mở miệng. Huynh đệ, đừng kích động, đừng kích động. Giang Nghị nói, muốn lấy bạc ta thật sự là không lấy ra được, ta có rất nhiều địa khế, nếu không đến lúc đó lấy địa khế cho các ngươi. Các ngươi bán đất, đến lúc đó cũng có thể đổi bạc. Thập trưởng cùng huynh đệ kiêu kỵ binh sau khi nhìn nhau một cái, đều khẽ gật đầu. Bọn họ thấy vẻ mặt gian nghị, thật sự không lấy được nhiều bạc như vậy, ép sát quá cũng không có ý nghĩa. Vậy được, đến lúc đó bạc cùng địa khế đều cho chúng ta, thập trưởng đồng ý, các ngươi thì sao? Thập trưởng sau khi nói xong, lại hướng ánh mắt về phía các tùy tùng kia của Giang Nghị. Đám thân vệ tùy tùng này đều là thân tín của Giang Nghị, của cải cũng không tệ. Ta, ta chỉ có thể bỏ ra 3.000 lượng bạc. Ta chỉ có 5.000 lượng. Thập trưởng không ngờ vẻn vẹn một ít thân vệ cũng có thể lấy ra mấy ngàn lượng bạc trắng, cái này làm bọn họ tăng thêm rất nhiều kiến thức. Thực con mẹ nó giàu có, một binh sĩ kiêu kỵ binh lộ ra vẻ mặt hâm mộ khi bọn họ từ quan châu tiết độ phủ chạy nạn tới toàn thân trên dưới cộng lại cũng chưa được một lượng bạc người ta một tên thân vệ phó tướng cũng có thể lấy ra mấy ngàn lượng bạc trắng quả thực chính là người so với người tức chết người bạc bây giờ ở nơi nào đi lấy luôn bây giờ vì tránh cho đêm dài lắm mộng thập trưởng lập tức yêu cầu đi theo bọn giang nghị đi lấy bạc tốt tốt bạc của ta đều giấu ở một nơi bí ẩn các ngươi đi theo ta là được Ngươi nếu dám lừa gạt ta, lão tử đến lúc đó cho ngươi sống không bằng chết, thập trưởng nhìn chầm chầm gian nghị, hung tợn nói. Huynh đệ ngươi yên tâm, mạng của ta đều nắm trong tay các ngươi, nào còn dám dở trò chứ. Vậy ngươi dẫn đường. Tốt. Giang Nghị sau khi đạt thành hiệp nghị với đám người kiêu kỵ binh tuần phòng quân này, hắn lau cái trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đối mặt cả đống bạc dụ hoặc, trong lòng mười mấy binh sĩ kiêu kỵ binh tuần phòng quân rất kích động. Đám người thập trưởng lập tức thay đổi phương hướng, giam giữ đám người gian nghị, hướng về phương hướng rời xa Giang Bắc Đại Doanh nhanh chóng rời khỏi. Giang Châu, tiết độ phủ cứ vài bước lại một trạm gác, đề phòng nghiêm ngặt. Một nhóm hơn 30 tên quyền quý quần áo hoa lệ ở dưới binh sĩ dẫn dắt, xuyên qua hành lang quanh co thật dài, đến trong sảnh tiết độ phủ. Lê Hàng Thu vừa thăng nhiệm làm Tiết độ phủ trưởng sử dẫn mấy quan viên đứng ở trước bậc thang sảnh giữa chờ đón. "Ra mắt Lê đại nhân." Ba mươi mấy tên quyền quý tuy gia thế hiển hách, nhưng so với Lê gia mà nói, lại vẫn kém không ít. Đặc biệt bây giờ Lê Hàng Thu thăng nhiệm làm trưởng sử Tiết độ phủ, quyền bính ngày càng cao, bọn họ càng không dám có chút nào thất lễ. "Các vị mau mau miễn lễ." Lê Hàng Thu mỉm cười nói với mọi người, Tiết độ sứ đại nhân bây giờ có chuyện quan trọng phải xử lý, sau đó sẽ tới đây. Vẫn mời các vị tới bên trong an vị uống trà trước. Tất cả đều nghe Lê đại nhân. Mọi người thái độ cung kính, không còn tư thái ngông cuồng không để ai vào mắt của ngày xưa. Những người này lấy Triệu gia, Lâm gia, Phùng gia cầm đầu, trước kia đều là gia tộc hiển hách của Đông Nam Tiết độ phủ. Như là Lâm gia nguyên gia chủ chính là trưởng sử Đông Nam Tiết độ phủ, quyền cao chức trọng nhưng từ sau đêm Giang Châu đổ máu, các gia tộc này đều bị thương nặng. Các nhân vật quyền thế bọn tiết độ phủ trưởng Sử Lâm Tiêu trong lúc hỗn loạn bị giết, phàm là con em gia tộc ở lại trong phủ Giang Châu cũng gặp huyết tẩy như diệt môn. Tiết độ phủ trưởng Sử Lâm Tiêu thê thảm nhất một nhà 109 người, cộng thêm hộ vệ binh sĩ cùng với nô bộc tổng cộng hơn 300 người, tất cả bị giết. Các đại gia tộc hiển hách này đột ngột gặp biến cố, con em tộc nhân trung tâm hầu như bị tận diệt. Một lần này phụng mệnh đến tiết độ phủ diện kiến tiết độ sứ Giang Vạn Thành đều là một ít bàn chi ban đầu cùng tộc nhân nơi khác của các gia tộc bọn họ. So với con em trung tâm gia tộc bọn họ ngày xưa ở Đông Nam tiết độ phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Rất nhiều người trong bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiến vào tiết độ phủ đề phòng nghiêm ngặt, cái này làm trong lòng bọn họ có chút khẩn trương. Bọn họ hơn 30 người ở trong phòng chưa chờ đợi bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân cục cột chỉ thấy một đám vệ đội binh sĩ tiết độ phủ đội nón mặt giáp vây quanh tiết độ sứ Giang Vạn Thành đến bên ngoài sảnh giữa. Tiết độ sứ đại nhân đến. Ở trong tiếng hô vang của binh sĩ thủ vệ, ba mươi mấy cả quyền quý trong sảnh giữa đồng loạt đứng dậy, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành vẻ mặt uy nghiêm cất bước tiến nhập sảnh giữa, mọi người không mình hành lễ, biểu hiện đặc biệt cung kính. Bái kiến tiết độ sứ đại nhân. Giang Vạn Thành nhìn lướt qua đám người lạ mặt, khẽ khoát tay nói, "Các vị miễn lễ." Giang Vạn Thành sau khi tới chủ vị ngồi xuống, mọi người lúc này mới đứng thẳng lên, không dám nhìn thẳng Giang Vạn Thành. "Ngồi." "Đa tạ tiết độ sứ đại nhân." Sau khi mọi người nói lời cảm tạ, lúc này mới ngồi nửa mông ở trên ghế, trong sảnh giữa tràn ngập yên tĩnh. "Các ngươi ai là người của Lâm gia?" Giang Vạn Thành sau khi nhìn mọi người một lần, chậm rãi mở miệng hỏi. Một người trung niên ngồi ở vị trí đầu bên trái lên tiếng đứng dậy, không người nói, "Tiết độ sứ đại nhân, ta là người lâm gia." Giang Vạn Thành nhìn hắn, hòa ái dễ gần hỏi, "Ngươi tên gì?" "Hạ quan tên Lâm Tử Đào, là huyện lệnh Dương Lĩnh huyện." "Ừm, um, không tệ, không tệ." Giang Vạn Thành gật đầu nói, "Không hổ là người lâm gia, quả nhiên là tuấn tú lịch sự nha." "Tiết độ sứ đại nhân quá khen rồi." Đối mặt Giang Vạn Thành khen, Lâm tử đào được yêu mà sợ. Ai? Giang vạn thành thu hồi ánh mắt, vô cùng đau đớn nói, lưu Uyên phạm thượng làm loạn, cao thấp lâm phủ các ngươi hơn 100 người chết trong loạn chiến, ta rất đau lòng. Đặc biệt lão lâm đi rồi, tương đương ta mất đi một cánh tay, lưu Uyên này thật sự tội đáng chết vạn lần. Nghĩ đến cao thấp lâm phủ hơn 100 người chết vào tay loạn binh, lâm tử đào cũng dâng lên đau thương. Gia chủ Lâm Tiêu lúc trước đảm nhiệm trưởng sử tiết độ phủ, có thể nói quyền thế hiển hách. Hắn có thể làm huyện lệnh cũng là được lợi bởi hắn họ Lâm. Nhưng gia chủ Lâm Tiêu bây giờ chết đi như vậy, Lâm gia bọn họ bây giờ ngay cả một người chống đỡ cục diện cũng không có, cũng không có chỗ dựa. Về sau Lâm gia bọn họ đi con đường nào, Lâm tử đào cảm thấy mê mang. Hậu sự của đám người lão Lâm sắp xếp thỏa đáng hay chưa? Giang Vạn Thành ở sau khi thở ngắn than dài một phen, thân thiết hỏi tình huống tan sự của đám người Lâm Tiêu. Nhận được tiết độ sứ đại nhân quan tâm, tan sự là có Lê Đại Nhân phái người giúp đỡ, bây giờ đã xử lý tốt rồi, tất cả mọi người đều đã hạ tán. Ừm. Giang Vạn Thành gật gật đầu, lại hướng ánh mắt về phía người khác. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng xử lý tốt rồi. Ừm. Giang Vạn Thành nói với bọn họ, một lần này Lưu Yên phản loạn, tạo thành trọng thần thân tính của ta thương vong vô số, thật sự là làm người ta vô cùng đau đớn. Mấy ngày qua ta vẫn luôn bận rộn xử lý chuyện Lưu Yên phản loạn, cũng không có thời gian đi phúng viếng người đã mất, mong các vị thông cảm nhiều hơn. Nhưng chuyện này đã xảy ra, người chết rồi không thể sống lại, vẫn mong các vị nén bi thương. Giang vạn thành vẻ mặt đầy đau thương, dẫn tới hơn 30 quyền quý nghĩ đến tộc nhân chết thảm, trong mắt cũng rưng rưng, Vẻ mặt đầy đau thương. Một lần này đầu sỏ gây nên là Lưu Uyên, chính là bởi vì hắn tạo thành hạo kiếp của Giang Châu ta một lần này. Nhưng các ngươi yên tâm, nợ máu cần trả bằng máu. Giang Vạn thành hứa hẹn với mọi người, ta đã hạ lệnh, phàm là người tham dự phản loạn, đều nghiêm trị không tha, để tế vô tội oan hồn chết đi. Đa tạ tiết độ sứ đại nhân. Mọi người ùng ùng không người cảm ơn, có người khóc không thành tiếng. Ai Giang vạn thành nhìn mọi người một lần, lại thở hắt ra một hơi thật dài. Một lần này các ngươi những gia tộc này gặp tai bay vạ gió, quả thật là chuyện đáng tiếc. Giang vạn thành chậm rãi nói, Đông Nam tiết độ phủ ta bây giờ đang lúc dùng người, mà các ngươi là thanh niên tài tuấn của các gia tộc Đông Nam tiết độ phủ ta, về sau Đông Nam tiết độ phủ ta còn phải dựa vào các ngươi chống đỡ nha. Ta hy vọng các ngươi cũng mau chóng phân chấn lên, kế thừa nguyện vọng của người chết, gánh vác trọng trách của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Hơn 30 con em quyền quý các gia tộc sau khi nghe được lời này, đều lau nước mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiết Độ sứ đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ Tiết Độ sứ đại nhân kỳ vọng. Lâm Tử Đào lập tức dẫn đầu bày tỏ thái độ. Đúng, chúng ta tất cả đều nghe Tiết Độ sứ đại nhân. Phùng gia chúng ta sẽ trước sau như một nghe hiệu lệnh của Tiết Độ sứ đại nhân. Đại biểu các gia tộc đều ùn ùn bày tỏ thái độ, điều này làm Giang Vạn Thành rất hài lòng. "Ân, ta vừa rồi nhìn, các ngươi bây giờ vị trí còn rất thấp." Giang Vạn Thành nói với bọn họ, "Giờ đột nhiên đề bạc các ngươi đến địa vị cao, chỉ sợ sẽ chọc người ta dị nghị. Hơn nữa rất nhiều chuyện các ngươi đều chưa từng tiếp xúc, tùy tiện giao cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng trong thời gian ngắn làm không tốt, ngược lại là hại các ngươi." Giang Vạn Thành dừng một chút, nói Ý tứ của ta là muốn để các ngươi ở trên các vị trí rèn luyện một phen, sau đó lại điều nhiệm đến Tiết độ phủ nhậm chức, gánh vác trọng trách Đông Nam Tiết độ phủ ta, không biết ý các ngươi như thế nào." Giang Vạn Thành vẽ một cái bánh lớn cho mọi người, điều này làm đám người Lâm Tử Đào đều cảm xúc rất kích động. Nếu đám người gia chủ Lâm Tiêu không chết, cho dù là có cơ hội, cũng sẽ là người khác của gia tộc lên trước, sẽ không đến lượt họ. Nhưng bây giờ nghe ý tứ của Tiết độ sứ đại nhân, tương lai sẽ ủy thác trọng trách cho bọn họ bây giờ để bọn họ rèn luyện ở trên các vị trí chính là vì về sau tiếp nhận chức vụ lớn gia chủ của mình trước kia là trưởng sử tiết độ phủ mình về sau nói không chừng cũng có thể làm trưởng sử tiết độ phủ thì sao sau khi nghĩ đến đây bọn người lâm tử đào đều rất vui vẻ tiết độ sứ đại nhân chúng ta đều nghe ngài lâm tử đào chẳng những không có bất cứ điều gì bất mãn ngược lại cảm thấy tiền đồ tràn đầy sáng sủa. Ừm, tốt lắm. Giang Vạn Thành sau đó quay đầu phân phó đối với trưởng sử tiết độ phủ Lê Hàng Thu mới nhận chức, vậy ngươi mang bổ nhiệm mới của bọn họ đọc một chút. Vâng. Lê Hàng Thu sau đó mở ra công văn trong tay, bắt đầu đọc trước mặt mọi người. Huyện lệnh dương lĩnh huyện Lâm Tử Đào, thăng chức làm đồng tri Lâm Xuyên Phủ. Trấn Nam quân đô úy Phùng Nghị, thăng chức làm Hải Châu Đồn Điền Sứ hữu kỵ quân giáo úy triệu vinh thăng chức làm phán quan thanh bình phủ cao tầng đại gia tộc hiển hách thương vong gần hết còn lại đều là một ít tôm cá nhỏ nhưng các gia tộc này vẫn có sức ảnh hưởng nhất định sản nghiệp bọn họ nắm giữ trải rộng đông nam tiết độ phủ vì trấn an các gia tộc tổn thất thê thảm nặng nề này tiết độ sứ gian vạn thành cố ý mang một ít con cháu bọn họ còn sót lại thăng chức một lần chỉ là bọn họ thăng chức những chức vụ này so với lúc trước như là tiết độ phủ trưởng sử doanh điền sứ binh mã sứ các chức vị quan trọng mà nói có thể nói một trời một đất nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào bọn họ đám con cháu còn sót lại này vốn vị trí đã không cao chung quy không thể trực tiếp kế thừa chức vụ ban đầu của gia tộc bọn họ chỉ có thể dựa theo tiết độ sứ giang vạn thành sắp xếp ở trên một ít vị trí tương đối thấp rèn luyện trước một phen cho dù như vậy bọn họ vẫn rất vui vẻ bọn họ tin tưởng bọn họ đều là người của các gia tộc về sau ở tiết độ phủ vẫn có vị trí của bọn họ nông thôn trần châu mười mấy binh sĩ tùng phòng quân kiêu kỵ binh áp giải phó tướng tả kỵ quân giang nghị đến một căn nhà lớn căn nhà lớn này là phó tướng giang nghị mua riêng nơi này cất giữ không ít ngân lượng huynh đệ bạc của ta giấu ở trong nhà này giang nghị đầu bù tóc rối không còn sự uy phong ngày xưa trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, lấy lòng binh sĩ kiêu kỵ binh. Thập trưởng nhìn căn nhà một lần, đưa mắt ra hiệu với mấy binh sĩ phía sau. Mấy người các ngươi đi vào một chuyến. Thập trưởng phân phó. Vâng. Mấy binh sĩ kiêu kỵ binh xoay người xuống ngựa, rút ra trường đao bên hông, bước về phía tòa nhà đóng chặt cửa. Đốc đốc đốc. Bọn họ gõ vang cửa tòa nhà. Ai thế? Bên trong truyền ra tiếng của lão trong cửa trong coi tòa nhà, cửa chính mở ra một khe hở. Trường đao theo khe cửa tỳ lên ngực lão trong cửa, dọa lão trong cửa sắc mặt trắng bệch. Mấy binh sĩ kêu kỵ binh đẩy cửa ra, cảnh giác cất bước đi vào. Quân gia, quân gia, tha mạng. Lão trong cửa quỳ phốc xuống đất, vẻ mặt kích động. Trong nhà có bao nhiêu người? Một binh sĩ nhìn lướt qua tòa nhà yên tĩnh, hung tợn hỏi lão trong cửa thanh âm rung rung trả lời nhà cũng chỉ có hơn 10 gia đình hộ viện bọn họ bọn họ đều ở trong phòng phía trước đánh bạc mấy binh sĩ kêu kỵ binh nghe vậy cầm đao đi về phía một căn phòng có thanh âm truyền ra bọn họ dán vách tường thò đầu hướng về trong phòng nhìn trộm một phen quả nhiên nhìn thấy hơn 10 gia đình khôi ngô đang hò hét bài bạc binh sĩ kêu kỵ binh cầm đao xông vào trong phòng dọa đám gia đình đang đánh bạc nhảy dựng đều hai tay ôm đầu ngồi xổn xuống cho ta đối mặt binh sĩ kiêu kỵ binh lớn tiếng quát đám gia đình nhìn vài lần đau lấp lánh lóa mắt trong tay bọn họ biết điều ôm đầu ngồi sổng xuống bọn họ sau khi trói chặt đám gia đình lại đi vòng quanh tòa nhà một vòng chưa phát hiện bóng dáng người khác lúc này mới xoay người ra khỏi căn nhà thập trưởng đại nhân bên trong chỉ một lão trong cửa cùng mười mấy gia đình hộ viện bây giờ đã bị trói lại rồi thập trưởng sau khi nghe xong huynh để dưới trướng bẩm báo, lúc này mới áp giải gian nghị vào tòa nhà. Một chỗ căn nhà này ở nông thôn mặt ngoài là gian gia để đó không dùng, trên thực tế lại là một trong những chỗ gian nghị giấu bạc. Ở dưới gian nghị chỉ dẫn, binh sĩ kiêu kỵ binh rất nhanh đã ở trong hầm của tòa nhà, phát hiện bạc thành từng rương cùng lượng lớn ngân phiếu. Chỗ bạc cùng ngân phiếu này giấu rất bí ẩn, ngay cả gia đình hộ viện trong coi nơi này cũng không biết. Thật là bạc! nhiều bạc quá. Cả đời ta cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Binh sĩ kiêu kỵ binh nắm lên nén bạc nặng trịch cắn thử, sự hưng phấn tràn hết ra vẻ mặt và giọng nói. Bọn họ trước kia đều là người nghèo khổ, bạc nhiều nhất nhìn thấy cũng chỉ mấy lượng mà thôi. Nhưng bây giờ trong hầm chất đầy rương chứa bạc, trừ bạc trắng bóng, còn có ngân phiếu cùng đồ bạc, cái này làm bọn họ hít thở cũng trở nên dồn dập. Chúng ta phát tài rồi. Con mẹ nó, Tổ tiên lão tử rốt cuộc phù hộ rồi. Đối mặt lượng lớn bạc, cảm xúc của đám binh sĩ Kiêu Kỵ binh này có chút không khống chế được. Có một binh sĩ trong tay cầm bạc, thế mà vui quá phát khóc. Nhìn thấy đám binh sĩ Kiêu Kỵ binh ít trải đời này, phó tướng Giang Nghị biểu môi, vẻ mặt đầy sự khinh rẻ. Nơi này mới mấy chục vạn lượng bạc mà thôi, chỗ này tính là cái rắm. Hắn là người có được vô số đất đai nhà cửa và mấy trăm vạn lượng bạc. Huynh đệ ngươi xem ta không lừa ngươi chứ giang nghị vẻ mặt đầy nụ cười nói với thập trưởng kiêu kỵ binh từ giờ trở đi bạc ngân phiếu vàng cùng địa khế nơi này tất cả đều là của các ngươi các ngươi bây giờ có thể thả ta chứ ha ha thập trưởng kiêu kỵ binh cười lạnh rút ra trường đao tì lên ngực phó tướng giang nghị ta bây giờ giết ngươi mấy thứ này cũng là của chúng ta lời vừa nói ra vẻ mặt giang nghị động lại huynh đệ, ngươi có ý tứ gì, các ngươi không thể nói chuyện không giữ lời, ngươi nếu chê ít, ta nơi khác còn có. Giang Nghị cuốn lên. Phật. Không đợi Giang Nghị nói hết lời, trường đao đã hung hăng đâm vào ngực hắn. Trường đao rút ra, Giang Nghị lão đảo lui lại mấy bước, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Phật. Phật. Trường đao liên tục đâm Giang Nghị vài phát, Giang Nghị lúc này mới trừng lớn đôi mắt, không cam lòng ngã ngửa xuống đất thập trưởng đại nhân, ngươi sao lại giết hắn rồi? Một huynh đệ kiêu kỵ binh khó hiểu nói, hắn không phải nói nơi khác còn có bạc sao, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cầm. Im miệng. Thập trưởng quay đầu trừng mắt nhìn huynh đệ nói chuyện kia một cái, nói, nhiều bạc như vậy, ngươi không sợ phỏng tay à. Bạc nơi này đã đủ chúng ta những người này sống cả đời thoải mái rồi. Nếu lại đi nơi khác lấy bạc, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nhỡ đâu bị người ta chặn được đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đừng thất thần nữa lão nhị ngươi dẫn người giết hết những tên kia bên ngoài sau đó chúng ta chia bạc sau đó tìm một chỗ trốn đi vâng ngũ trưởng kêu kỵ binh sau khi nghe xong mệnh lệnh cầm đao ra khỏi hầm giết chết hết đám tùy tùng kia của giang nghị sau khi binh sĩ kêu kỵ binh đi giết người quay về hầm thập trưởng đưa mắt ra hiệu vài người ở lại trong hầm đột nhiên ra tay triển khai tập kích đối với binh sĩ đi vào. Các ngươi làm gì? Đối mặt đồng bạn đột nhiên tập kích, các binh sĩ vừa vào kia hô to, đồng thời vội lui về. Nhưng có bị tập kích không có chuẩn bị, rất nhanh ngũ trưởng cùng năm binh sĩ kiêu kỵ binh khác đã ngã xuống trong vũng máu. Thập trưởng rút trường đao nhỏ máu, thở hỗn hển nói với ngũ trưởng bị hắn giẫm dưới chân, huynh đệ, ngươi đừng trách ta độc ác. Các ngươi chết rồi, chúng ta mới có thể lấy được càng nhiều bạc hơn thập trưởng quay phân phó, chuyển bạc, mau chóng rời khỏi nơi này. Được. Thân tính của thập trưởng lập tức nhét trường đao trở về trong vỏ đao, bắt đầu chuyển bạc ra bên ngoài. Nhưng khi bọn họ thở hồng hộc chuyển bạc ra khỏi hầm, đột nhiên phát hiện bên ngoài hầm có không ít người mặc trang phục gọn gàng màu đen. Ai u, chuyển bạc à? Hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương lười biếng ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn chầm chầm binh sĩ kiêu kỵ binh đang vẽ mặt đầy kinh ngạc, trên mặt tràn đầy nét đùa cợt. Binh sĩ kiêu kỵ binh rút trường đao, nhìn hắn tử nai nịp gọn gàng chung quanh, như đối mặt đại địch. Thập trưởng nghe vậy cũng theo bậc thang ra khỏi hầm. Khi hắn nhìn thấy thế mà là người của hắc kỳ hội, lòng hắn chìm đến đáy vực. Huynh đệ, chúng ta là người của kiêu kỵ binh. Thập trưởng cố ra vẻ trấn định nói, chúng ta phụng mệnh niêm phong gia tài gian gia, còn xin tạo điều kiện một chút. Phải không? Lý Dương cười ha ha, lão tử theo các ngươi cả quãng đường, ngươi thật sự cho rằng ta là người mù à? Thập trưởng lập tức sắc mặt trầm xuống. Các ngươi muốn thế nào?" Thập trưởng hỏi. "Trong tay ném đao các ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về chờ hỏi tội." Lý Dương lười biếng nói. "Không có thương lượng. Không thể thương lượng." Thập trưởng đột nhiên diện mạo dữ tợn nói với thân tín dưới trướng, "Các huynh đệ, giết ra ngoài!" binh sĩ kiêu kỵ binh cầm đao lập tức hô to lao về phía huynh đệ hắc kỳ hội muốn chạy ha ha lý dương chưa động đậy huynh đệ hắc kỳ hội nai nịp gọn gàng đã cầm trường đao chủ động nên đón một lát sau ba binh sĩ kiêu kỵ binh người đầy máu ngã xuống đất thập trưởng cùng bốn binh sĩ khác thì sau khi bị thương bị gắt gao ấn xuống đất toàn bộ mang về giao cho đại nhân xử trí lý dương nhìn binh sĩ kiêu kỵ binh hãy còn giãy giụa vẻ mặt đầy chán ghét những người này bắt phó tướng Giang Nghị, vốn là một công lớn. Nhưng chính là bởi vì bọn họ nhất thời bị lòng tham quấy phá, giờ nhắm chừng mạng nhỏ cũng khó dỡ được. Trên đường lớn ngoài thành Bắc An, Tiếu quan Thạch Trụ đang dẫn theo hơn 120 binh sĩ tuần phòng quân hướng về một chỗ thôn trang mà đi. Rất nhanh, bọn họ đã đến một thôn trang chỉ có hơn 30 hộ dân. Dân chúng trong thôn này đều là hộ làm ruộng trong nhà phó tướng tả kỵ quân Tào Vinh, ruộng đất chung quanh đều là của Tào Gia. Tào Gia bây giờ đã rất đài. Thạch trụ phụng mệnh dẫn người thanh tra nhà cửa tiền tài hàng hóa cùng ruộng đất của Tào Gia ở một chỗ thôn này. Gâu gâu gâu. Bọn thạch trụ còn chưa vào thôn, một con chó to đã hướng về phía bọn họ sủa ầm lên. Tiếu quan đại nhân, ngươi xem con chó kia trông thật béo nha. Một đội quan chỉ vào con chó to sủa gâu gâu, liếm liếm đầu lưỡi mình nói, cái này nếu bắt về, nhất định là đồ nhắm rượu hàng đầu. Tiếu quan thạch trụ nhìn con chó to kia một lần, nhắc nhở, làm sao, quy củ trong quân lại quên rồi. Đây là bà con nuôi giữ nhà, ngươi nếu dám bắt đi ăn, cẩn thận đô ý đại nhân cách chức của ngươi. Đội quan nghe vậy, lập tức giải thích, tiếu quan đại nhân, ta chỉ đồ một chút mà thôi, ngài đừng coi là thật nha. Ta thật không dễ gì lên làm đội quan, nếu là vì ăn một bữa thịt liền đánh mất, vậy thiệt thòi bao nhiêu chứ hừ, biết thì tốt. Thạch trụ quay đầu lớn tiếng nhắc nhở đối với hơn 100 binh sĩ xếp hàng tiến lên phía sau hắn. Các huynh đệ, chuẩn bị vào thôn rồi. Đều nghe rõ cho lão tử. Trong thôn trừ đồ của Tào Gia, một cành cây ngọn cỏ của người khác đều đừng động vào. Nếu ai muốn nhân cơ hội kiếm tiền tài, ta quen các ngươi, quân pháp nhận không ra các ngươi đâu. Tiếu quan đại nhân, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối vân theo quân lệnh, không để ngài mất mặt, một thập trưởng lập tức lớn tiếng mở miệng. Đúng thế, quân quy chúng ta đọc thuộc lào lào rồi. Các binh sĩ này dưới trướng thạch trụ trừ 50 binh sĩ mới lâm thời phân phối tới thuộc về hắn chỉ huy, còn có hơn 70 người đều là huynh đệ cũ lúc trước làm sơn tạc. Đừng con mẹ nó cợt nhã, đều nghiêm túc một chút cho ta. Thạch trụ nhìn các lão binh cười cợt trả lời, cao mày nói, tập trung tinh thần, để phụ lão hương thân nơi này kiến thức một chút bộ dáng tuần phòng quân chúng ta đừng để tuần phòng quân chúng ta mất mặt vâng thạch trụ sau khi sửa sang lại đơn giản một phen đội ngũ lúc này mới dẫn theo người cất bước chỉnh tề tiến vào trong thôn thôn trang đại đa số đều là nhà cỏ tranh thấp bé chỉ có mấy hộ gia đình là nhà gạch ngói ở phương bắc thôn trang dựng sừng sững một tòa nhà lớn đây là một trong những sản nghiệp của tào gia ngày thường là một thân thích của phó tướng tả kỵ quân Tào Vinh ở nơi này, hắn phụ trách quản lý hộ làm ruộng, thu lương tiền. Bọn thạch trụ bước qua con đường bùn đất gồ ghề, đến trước tòa nhà của Tào Gia. Chỉ thấy trước tòa nhà Tào Gia đã tụ tập không ít hộ làm ruộng trong thôn, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn thấy thạch trụ dẫn theo một đội binh sĩ tới đây, các hộ làm ruộng này vội vàng tránh xa xa, đối với tuần phòng quân bọn họ vừa e ngại vừa tò mò. Ai u, người tàu gia này thế mà còn chưa chạy. Đội quan nhìn mấy người bộ dáng gia đình đứng trước cổng tàu gia, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiết độ phủ hạ lệnh Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang bắt đám người phó tướng tả kỵ quân Tào Vinh, Giang Nghị, Diêu Quân, tin tức sớm đã truyền ra. Tàu Gia, Giang Gia cùng Diêu Gia rất đài, đây là chuyện mọi người đều biết. Người của những gia tộc này cùng với gia tộc và thế lực dựa vào bọn họ, bây giờ hoặc chạy, hoặc trốn, có thể nói là cây đổ bầy khỉ tan. Nhưng bây giờ bọn họ đến một chỗ tòa nhà tàu gia này thế mà còn có người canh gác, điều này làm người ta rất bất ngờ. Người đâu, niêm phong tòa nhà, kiểm kê tiền tài hàng hóa, đám người tàu gia bắt hết trở về phân biệt thẩm vấn. Tiếu quan thạch trụ sau khi thu hồi mình ánh mắt, hạ đặt mệnh lệnh phong tỏa điều tra một chỗ nhà họ tàu này. Vâng. Hai đội quan lập tức nhận lệnh, binh sĩ tuần phòng quân khí thế hùng hổ muốn đi lên bậc thang bắt người niêm phong tòa nhà. Làm gì, làm gì? Nhìn thấy tuần phòng quân muốn lên trước, người bộ dáng gia đình canh giữ ở cổng nhà họ tào cao mày mở miệng. Các ngươi mắt mù à, không thấy nơi này dán giấy niêm phong à. Một người bộ dáng gia đình chỉ chỉ giấy niêm phong dán trên cổng, vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo. Các binh sĩ tuần phòng quân dừng bước, nhìn nhau. Tiếu quan thạch trụ cất bước tiến lên, lúc này mới phát hiện trên cổng dán một tờ giấy giấy trắng mực đen bên trên đó viết gì thế các ngươi nhận biết không thạch trụ quay đầu hỏi hai đội quan dưới trướng mình hai đội quan ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều lắc đầu tiếu quan đại nhân chúng ta không biết chữ các ngươi có ai biết chữ không thạch trụ hướng ánh mắt về phía các binh sĩ dưới trướng binh sĩ tuần phòng quân đều lắc đầu bọn họ trước khi tòng quân hoặc là sơn tặc hoặc là lưu dân, ăn cơm no cũng khó, nào có cơ hội biết chữ nghĩa chứ. Thạch trụ tò mò hỏi mấy người bộ dáng gia đình kia, các ngươi là ai, giấy Niêm Phong kia là chuyện gì, viết gì? Ha. Đầu lĩnh nhân cười lạnh một tiếng nói, ta nói thật cho ngươi biết, lão tử là người của Tứ Phương Các. Giấy Niêm Phong kia là Tứ Phương Các chúng ta dán, viết là Tứ Phương Các điều tra Niêm Phong thạch trụ đánh giá cao thấp vài lần mấy tên hán tử tứ phương các bộ dáng gia đình này, lập tức làm rõ tình huống. Hóa ra là người tứ phương các dành trước một bước niêm phong một chỗ gia sản này của Tào Gia. Nơi này đã bị tứ phương các chúng ta niêm phong, các ngươi đến nơi khác niêm phong đi. Người của tứ phương các hạ đạt lệnh đuổi khách. Thạch trụ nghe lời này, nhíu mày. Không phải, ta đạt được mệnh lệnh chính là niêm phong gia tài Tào Gia nơi này, bắt đám người Tào Gia các ngươi niêm phong nơi này rồi vậy ta niêm phong cái gì đây thạch trụ hỏi ngược lại hán tử tứ phương các cười lạnh nói ha các ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó dù sao nơi này đã bị tứ phương các chúng ta niêm phong các ngươi đi nhanh đi đội quan lập tức không vui tứ phương các bọn ngươi có ý tứ gì hả tiết độ sứ đại nhân bên kia cũng đã nói muốn tứ phương các bọn ngươi phối hợp đại nhân nhà ta quét sạch phản nghịch tất cả đều nghe đại nhân nhà ta đại nhân của chúng ta cũng chưa lên tiếng đâu, ai cho các ngươi quyền lực niêm phong gia tài tào gia hả? Người tứ phương các khoanh tay nói, tứ phương các chúng ta lại không thuộc về trương đại lan quản, chúng ta muốn niêm phong ai liền niêm phong người đó, các ngươi quản được sao? Hơn nữa, cái này ai niêm phong trước chính là của người đó, các ngươi hiểu quy củ hay không vậy? Thạch trụ bây giờ xem như hiểu rồi, người tứ phương các muốn cướp thành quả người tứ phương các bọn ngươi cũng quá vô sĩ không biết xấu hổ. Đội quan thở phì phì nói, chúng ta ở phía trước đánh với tả kỵ quân, các ngươi ở phía sau đoạt thành quả, cũng quá không biết xấu hổ rồi đó. Ngươi con mẹ nó mới không cần mặt mũi. Tứ phương các chúng ta làm việc, cần ngươi dạy sao? Dù sao nơi này đã thuộc về tứ phương các chúng ta, các ngươi mau đi đi. Hán tử tứ phương các nhìn đám người thạch trụ một lần, vẻ mặt không kiên nhẫn ta à, tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu các ngươi nếu không nhanh lên tiền tài hàng hóa của phản nghịch nơi khác sợ là cũng phải bị tứ phương các chúng ta niêm phong trước vậy ta hôm nay nếu không đi thì sao thạch trụ nhìn chằm chằm người của tứ phương các ánh mắt âm trầm hắn đạt được mệnh lệnh chính là niêm phong gia tài tào gia nơi này bây giờ tứ phương các dành trước một bước niêm phong vậy hắn liền không bàn giao công việc được hắn tự nhiên không muốn dễ dàng rời đi thế nào còn muốn va một phen hả? Người tứ phương cắt nên đón ánh mắt thạch trụ, không chút nào yếu thế. Tứ phương cắt ở Đông Nam tiết độ phủ địa vị siêu nhiên, người của bọn họ trải rộng các ngành các nghề, trực tiếp nghe theo tiết độ sứ gian vạn thành chỉ huy. Cái này làm bọn họ vẫn luôn làm việc rất bá đạo, người khác cũng không dám trêu vào bọn họ. Bây giờ bọn họ dành trước một bước niêm phong gia sản của đám người tào gia, chính là vì từ trong đó kiếm một khoản con mẹ nó, va một phen thì va một phen. Đội quan tính tình nóng nảy trực tiếp rút ra trường đao bên hông, đằng đằng sát khí mắng, lão tử ngược lại muốn xem cổ của người tứ phương các bọn ngươi có phải cứng hơn đao hay không. Người tứ phương các thấy tuần phòng quân cường thế như vậy, hắn ngẩn ra, sau đó huyết gió một tiếng. Chỉ nghe tiếng bước chân rầm rầm vang lên, các hán tử khôi ngô đang ở trong tòa nhà tàu gia kiểm kê tiền tài hàng hóa, khuân vác đồ đạc, vù vù, chạy ra hơn trăm người hơn trăm người này đều trong tay cầm binh khí vẻ mặt đầy dữ tợn thoạt nhìn rất không dễ chọc tiếu quan thạch trụ nhìn một lượt hơn trăm hán tử tứ phương cắt lao ra vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc các binh sĩ tuần phòng quân nhìn những người vẻ mặt dữ tợn kia đám binh sĩ cũ còn tốt bọn họ xuất thân sơn tạc không hề sợ đối phương nhưng các binh sĩ mới lâm thời thuộc về thạch trụ chỉ huy thì ánh mắt né tránh trong lòng có chút sợ sệt đám người tách ra một con đường một người trung niên cất bước đi ra, hắn là bạch y sứ của Tứ Phương Các. Bạch y sứ này của Tứ Phương Các đứng ở trên bậc thang, ở cao nhìn xuống đám người thạch trụ một lần, thái độ ngạo mạn mở miệng hỏi: "Các ngươi nơi này ai là đầu lĩnh?" Bạch y sứ chỉ là nhân viên tầng dưới chót nhất của Tứ Phương Các mà thôi. Trước kia đều là nhân vật bị người ta sai xử. Nhưng một lần này dưới Tứ Phương Các thanh y sứ Đường Phong bày mưu đặt kế, mượn cơ hội mở rộng thực lực, Tứ phương các bọn họ trước kia đều là âm thầm hoạt động, thần long không thấy đầu đuôi. Nhưng một lần này bọn họ phối hợp tuần phòng quân hành động, từ âm thầm chuyển tới mặt ngoài hoạt động. Bọn họ ở Trần Châu hấp thu lượng lớn lực lượng ban phái cùng gia tộc phụ thuộc ban đầu phụ thuộc vào Lưu Gia, Tào Gia, Giang Gia cùng Diêu Gia. Cái này khiến thực lực tứ phương các ở Trần Châu kịch liệt bành trướng, một bạch y sứ nho nhỏ, dưới trướng cũng có thể sai sử mấy chục hơn trăm người ta là tiếu quan thạch trụ thạch trụ nhìn chằm chằm tứ phương các bạch y sứ nói không biết các hạ họ tên gì ngươi chỉ cần biết ta là người tứ phương các là được rồi bạch y sứ đánh giá cao thấp thạch trụ một phen lấy giọng điệu mệnh lệnh nói nơi này đã bị tứ phương các chúng ta niêm phong các ngươi bây giờ có thể đi rồi thạch trụ khẽ cười một tiếng nói thật ngại quá ta nhận được quân lệnh là niêm phong nơi này ta cảm thấy nên đi là các ngươi tứ phương các chúng ta chính là trực tiếp nghe lệnh từ tiết độ sứ đại nhân. Bạch y sứ giọng điệu khinh miệt nói, chúng ta là phụng mệnh lệnh tiết độ sứ đại nhân niêm phong nơi này, tuần phòng quân các ngươi chẳng lẽ muốn cải quân lệnh của tiết độ sứ đại nhân hay sao? Chúng ta bây giờ đang thanh tra tội chứng tào gia phạm thượng làm loạn. Các ngươi nếu ở nơi này chậm trễ việc lớn của chúng ta, đến lúc đó đừng nói ngươi một tiếu quan nho nhỏ. Cho dù Trương Đại lang đến lúc đó cũng không chịu nổi sau khi nghe được bạch y sứ nói sắc mặt thạch trụ trở nên âm tình bất định tứ phương các trước kia rất thần bí hắn rất ít giao tiếp cùng tứ phương các bây giờ đối phương nâng ra tiết độ sứ đại nhân cái này khiến trong lòng hắn có chút sợ sệt hắn cũng không phải e ngại tứ phương các chỉ là lo lắng trêu chọc phiền toái cho đại nhân nhà mình còn thất thần làm gì nhanh đi đi chẳng lẽ còn để chúng ta dùng kiệu lớn tám người nâng các ngươi đi à người tứ phương các thúc giục Mau cút đi, đừng chậm trễ chuyện của chúng ta. Cái thứ gì chứ, một đám binh lính thối, còn dám gọi nhịp với tứ phương các chúng ta, quả nhiên là không biết sống chết. Miệng các ngươi ăn phân à, sao thối như vậy chứ? Đội quan tuần phòng quân nhịn không được, lập tức bật lại một câu. Con mẹ nó, ngươi mắng ai hả? Một hán tử tứ phương các lập tức trừng mắt, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đội quan không chút nào yếu thế nói, lão tử chửi ngươi đó hán tử tứ phương cắt nghe vậy giận tím mặt con mẹ nó dám mắng lão tử ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi hán tử tứ phương cắt nói xong liền cầm đao khí thế hùng hổ lao về phía đội quan tuần phòng quân binh sĩ tuần phòng quân sau lưng đội quan cũng đều ùng ùn cất bước về phía trước chắn trước mặt đội quan sao muốn ra tay hả đám lão binh này dưới trướng thạch trụ không sợ trời không sợ đất bọn họ nhướng mày cả người đằng đằng sát khí lão tử chẳng lẽ còn sợ các ngươi đám lính này hả hán tử tứ phương các nói xong liền đâm một đao về phía lão binh tuần phòng quân nói chuyện kia hán tử này vốn là một gã vong mệnh đồ tào gia nuôi dưỡng bây giờ tào gia rất đài hắn liền thuận thế đầu phục tứ phương các trở thành một thành viên trong trận doanh tứ phương các hắn bây giờ vừa đầu nhập vào tứ phương các nóng lòng biểu hiện cho nên tăng động nhất Sẹt binh sĩ tuần phòng quân căn bản không ngờ đối phương thật sự dám động thủ tên binh sĩ kia đứng ở trước nhất nhìn thấy đối phương đột nhiên đâm đao tới vội vàng né tránh hắn tuy phản ứng nhanh nhưng đao vẫn cắt quân phục của hắn rách một vết lớn thân hình hắn cũng đứng không vững ngã ngửa về phía sau ken hắn tử tứ phương cắt kia mắt thấy một đao không đâm trúng nâng tay vừa muốn chém bồi thêm bị một binh sĩ của tuần phòng quân vung đao chặn nhìn thấy động thủ cảm xúc người hai bên đều chịu ảnh hưởng đều tràn về phía trước muốn đi giúp người phe mình thạch trụ mới vừa rồi là rất khắc chế dù sao phía sau tứ phương cắt là tiết độ sứ hắn lo lắng chọc vào phiền toái cho cấp trên nhưng đối phương ra tay nhất thời chọc giận hắn cầm hàng xử bọn hắn thạch trụ cũng cầm đao rống to lên các binh sĩ sau khi nghe được thạch trụ nói cũng không cố kỵ vung đao giao thủ với người tứ phương cắt lao lên hai bên từ lời lẽ xung đột đến ra tay cũng chỉ trong chớp mắt thời gian. Phật a à. chỉ nghe tiếng binh khí len ken vang lên máu tươi bắn tung tóe không ngừng có người ngã xuống đất theo có người bị thương ngã xuống đất cái này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu khiến cảm xúc của hai bên cũng không tự khống chế được nữa từ bắt đầu chỉ là ý tưởng muốn dạy dỗ đối phương một phen cũng biến thành chém giết sống chết giết chết các ngươi lũ khốn kiếp cướp thành quả này có hán tử tứ phương các vung binh khí lao về phía trước nhưng lập tức bị trường mâu trong tay tuần phòng quân đâm thủng a à, trường mâu rút ra hán tử tứ phương các kia lập tức ôm bụng ngã xuống đất phành một binh sĩ tuần phòng quân đập tấm kiên lên trên đầu hắn hán tử tứ phương các kia lập tức đầu óc choáng váng trên trán trào máu hai bên nhân số sấp xỉ nhưng tuần phòng quân huấn luyện bài bản ngược lại tứ phương các hấp thu những người này đều là người của các bang phái cùng với gia tộc trước kia. Bọn họ tuy ngày thường hung hãn hiếu chiến, nhưng gặp tuần phòng quân chính quy, một cái đối mặt đã bị chém vết kêu thảm thiết trên rỉ. Bạch y sứ của tứ phương các cũng không ngờ thế cục vậy mà mất khống chế nhanh như thế. Hắn nhìn người bên này của mình thế mà bị đè ra đánh, hắn vừa kinh vừa giận. Đi gọi người, đi gọi người. Phản rồi người tứ phương các luôn tự cho mình cao hơn người khác một bậc, dù sao bọn họ trực tiếp nghe lệnh từ tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Hơn nữa bọn họ có được đơn độc thăm dò tin tức, lùng bắt chứng cứ phạm tội, truy bắt cùng thẩm vấn các loại quyền lớn. Trước kia bọn họ làm việc thu mình, đó là bởi vì tiết độ sứ Giang Vạn Thành nghiêm khắc ước thúc đối với bọn họ, lo lắng bọn họ quá phô trương, sẽ dẫn tới các đại gia tộc bất mãn. Nhưng bây giờ tiết độ sứ Giang Vạn Thành muốn suy yếu cùng đã kích các đại gia tộc, trải đường cho con mình thượng vị. Cho nên hắn cố ý tăng mạnh quyền lực của Tứ Phương Các, mở rộng thực lực của Tứ Phương Các, để Tứ Phương Các trở thành một thanh đao sắc bén trong tay hắn. Tứ Phương Các có tiết độ sứ Giang Vạn Thành ủng hộ, cho nên bọn họ trước kia thu mình, không chỉ từ trong bóng tối chuyển tới trên mặt ngoài. Hơn nữa bọn họ trước kia cục đuôi làm người, đè nén quá lâu, vì thế bọn họ làm việc trở nên đặc biệt kiêu ngạo bá đạo. Tiếu quan thạch trụ dẫn huynh đệ dưới trướng mình, nhanh gọn thu thập hơn trăm người của tứ phương các. Bọn họ ngay lập tức giết chết hơn 30 người của tứ phương các, còn có hơn 30 người bị thương, trở thành tù binh của bọn họ. Đối mặt binh sĩ tuần phòng quân sức chiến đấu mạnh mẽ, hán tử tứ phương các còn lại tỏa ra bỏ chạy, tựa như chó nhà có tang. Bắc An Thành, Đại Sảnh huyện Nha Trương Vân Xuyên thân thể thoải mái ngồi ở thủ vị trên ghế hai bên ngồi đầy nhân vật cao tầng của Tuần Phòng Quân. Bây giờ thế cục Trần Châu đã ở trong sự khống chế của Tuần Phòng Quân chúng ta. Trương Vân Xuyên mỉm cười đối với mọi người nói: một lần này có thể nhanh như vậy hoàn thành chuyện tiết độ sứ dạng dò, công lao các vị không thể không tính. Bọn Trương Vân Xuyên một lần này giao sắt chém đay rối, trực tiếp lấy được Bắc An Thành cùng với Giang Bắc Đại Doanh. Bọn họ chỉ trả giá rất ít đã hoàn toàn nắm giữ thế cục. Bây giờ Kiến An thành bên kia cũng truyền đến tin tức, đám người Tào Thuận cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ thành công bắt phó tướng Tả Kỵ quân Diêu quân, hơn nữa tước vũ khí Tả Kỵ quân đóng quân ở Kiến An thành. Đại nhân quá khen rồi. Đây đều là đại nhân điều hành có phương pháp. Đám người Đại Hùng, Vương Lăng Vân, Từ Kính, Triệu Lập Bân một lần này đều tham dự đến trong hành động. Bọn họ hoặc bày mưu tính kế hoặc tự mình cầm quân xung phong, có thể nói đều bỏ sức. Bây giờ đối mặt Trương Vân Xuyên khen trước mặt đám đông, bọn họ tuy trong lòng cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn rất khiêm tốn. Trương Vân Xuyên sau khi khen mọi người một phen, chuyện đề tài. Giang Châu bên kia vừa truyền đến tin tức. Tả kỵ quân Đô Đốc Lưu Yên Phạm Thượng làm loạn, muốn ám sát tiết độ sứ đại nhân, bây giờ phản loạn đã bị dẹp yên, Lưu Yên đã bị chém giết ở Giang Châu trương vân xuyên thông báo tin tức mới nhất này khiến mọi người đều có chút chấn động lưu uyên làm đô đốc tả kỵ quân sau lưng còn có một cái lưu gia ở đông nam tiết độ phủ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn tuần phòng quân bọn họ sau khi đóng giữ trần châu cũng từng công khai âm thầm tranh đấu với lưu uyên hôm nay nghe nói lưu uyên chết ở giang châu cái này làm bọn họ cũng thổn thức không thôi bọn họ bây giờ ở địa vị cao nội tình hiểu biết cũng tương đối nhiều bọn họ biết, đô đốc tả kỵ quân Lưu Uyên chết, trừ lưu gia bọn hắn tự mình tìm chết, cũng có quan hệ rất lớn với tiết độ sứ đại nhân. Tiết độ sứ đại nhân thân thể không tốt, hắn cố ý suy yếu các thế lực lớn bọn lưu gia, trải đường cho con trai mình. Cho nên nói vô luận Lưu Uyên sẽ phạm thượng làm loạn hay không, lấy thể lượng cùng sức ảnh hưởng của Lưu Gia, cuối cùng đều phải bị thu thập. Một lần này Lưu Uyên ở Giang Châu làm loạn, tạo thành tổn thất rất lớn tiết độ phủ trưởng sử đại nhân, danh điền sứ đại nhân, binh mã sứ đại nhân vân vân đều gặp loạn quân đánh giết, rất nhiều người đều bị diệt môn. Trương Vân Xuyên mang tình huống mình biết nói cho mọi người, mọi người nghe mà sửng sốt. Bọn họ vốn cho rằng chỉ là phản loạn bị bình định, Lưu Uyên bị chém giết. Nhưng không ngờ Giang Châu Thế mà đã xảy ra nhiều việc lớn như vậy. Những người này tùy tiện lấy ra một người, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng là một nhân vật nhưng bây giờ thế mà chết từng đám bởi loạn quân cái này làm đầu óc bọn họ cũng cảm giác có chút không đủ dùng giang châu phản loạn hung hiểm như vậy sao thế mà tạo thành nhiều đại nhân vật mất mạng như vậy thậm chí diệt môn rất nhiều tham quân vương lăng vân nhíu chặt lông mày cảm thấy việc này không phải đơn giản như vậy các đại gia tộc sức ảnh hưởng không kém lực lượng phòng hộ trong phủ mỗi cái cũng rất mạnh bây giờ đồng loạt chết nhiều như vậy phản quân không khỏi cũng quá lợi hại rồi một lần này bọn lưu gia phạm thượng làm loạn tiết độ sứ đại nhân rất tức giận trương vân xuyên nói với mọi người tiết độ phủ vừa có quân lệnh yêu cầu tuần phòng quân chúng ta tước vũ khí tả kỵ quân đóng giữ gian bắt đại doanh tạm thời phụ trách phòng ngự toàn cảnh trần châu cùng duy trì trật tự địa phương đám người phó tướng tả kỵ quân giang nghị diêu quân ngay lập tức áp giải gian châu hỏi tội kế tiếp chuyện giải quyết hậu quả chúng ta không cần phải quản nữa do tứ phương các tiếp nhận phụ trách thanh tra thẩm vấn vây cánh phản loạn bọn lưu gia ý tứ của tiết độ phủ rất đơn giản tuần phòng quân sẽ thay thế tả kỵ quân tạm thời phụ trách phòng ngự trần châu nhiệm vụ của tuần phòng quân bọn họ là phòng ngừa quan châu tiết độ phủ phía bắc nhân cơ hội gây chuyện về phần chuyện thanh tra dư đảng phản loạn là toàn bộ do tứ phương các tiếp nhận tuần phòng quân không tham dự trong đó nữa đối mặt một mệnh lệnh này của tiết độ phủ trương vân xuyên vui vẻ tiếp nhận bọn họ là một mũi quân đội, nhiệm vụ chủ yếu là đóng giữ cùng đánh trận. Tứ phương các làm cơ cấu xử lý những việc bẩn thiểu, do bọn hắn phụ trách thanh tra vây cánh phản nghịch, sắp xếp này không có gì bắt bẻ được. Đối với đám người tham quân Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân mà nói, bọn họ cũng không muốn xen vào trong chuyện thanh tra vây cánh phản nghịch. Bởi vì chuyện này không dễ nắm bắt. Lưu gia ở Đông Nam tiết độ phủ sức ảnh hưởng lớn như vậy, người và chuyện liên lụy với bọn họ không ít trong đó không thiếu một số đại lão thanh tra cái gọi là vây cánh phản nghịch đó là việc đắc tội với người ta bây giờ tiết độ phủ giao cho tứ phương các toàn quyền xử lý vừa lúc đúng ý bọn họ triệu tham quân có chuyện lưu gia phạm thượng làm loạn rất nhiều dân chúng vẫn chưa hay biết gì không biết nội tình các ngươi quay đầu sửa sang lại một phen đăng chuyện lưu gia làm loạn đến trên trần châu nhật báo để dân chúng biết nội tình trấn an lòng dân Trương Vân Xuyên cường điệu nói với Triệu Lập Bân, đồng thời, một lần này tuần phòng quân chúng ta ổn định thế cục Trần Châu, đã góp sức to lớn. Đặc biệt tuần phòng quân chúng ta kiên quyết quyết đoán trấn áp phản quân, chưa tạo thành dân chúng vô tội thương vong. Hơn nữa tuần phòng quân chúng ta quân kỹ nghiêm minh, không mảy may tơ hào. Ở trong một lần hành động này trấn áp phản quân, tướng sĩ quân ta không sợ tử vong, dũng cảm chém giết với phản quân, rất anh dũng. Ngươi phụ trách trần châu nhật báo nhất định phải tuyên dương một phen hẳn hoi rõ triệu lập bâng cao giọng đáp ứng trần châu nhật báo đã trở thành một con đường tuyên truyền quan trọng của trương vân xuyên hắn hy vọng mượn dùng trần châu nhật báo để dân chúng biết được chuyện một lần này lưu gia phản loạn đồng thời tuyên dương thật tốt một phen tuần phòng quân bọn họ để tăng lên sức ảnh hưởng của hắn cùng tuần phòng quân ở trần châu vương tham quân ngươi phụ trách sửa sang lại một phần văn thư quá trình một lần hành động trấn áp này của tuần phòng quân chúng ta sau khi do ta xem đệ trình cho tiết độ phủ vâng trừ ở trần châu nhật báo ra sức tuyên truyền hắn còn phải mang toàn bộ hành động sửa sang ra một phần tài liệu đưa cho tiết độ sứ giang vạn thành xem hắn bây giờ đã dưỡng thành thói quen này đó chính là mọi chuyện đều hướng tiết độ sứ giang vạn thành báo cáo xin chỉ thị thứ nhất thể hiện hắn trung thành cùng nghe lời Thứ hai trực tiếp câu thông trao đổi với tiết độ sứ Giang Vạn Thành, tránh cho người ở giữa làm hỏng việc. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò mọi người một phen việc giải quyết hậu quả, lại ở trong sảnh bên, triệu kiến riêng hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương. Chúng ta một lần này niêm phong không ít thứ. Trương Vân Xuyên dặn dò đối với Lý Dương, Hắc Kỳ hội các ngươi phải nắm chặt thời gian, ở trước khi chuyển giao, chuyển dời che giấu vàng bạc tài bảo. Lưu gia ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm, còn có đám người phó tướng Giang Nghị, Tào Vinh, cũng có không ít tài sản. Bọn họ ở Trần Châu không chỉ có được lượng lớn tiền trang, hiệu cầm đồ, tiệm lương thực các thứ, còn có lượng lớn phòng ốc và đất đai. Ở sau khi khống chế tả kỵ quân, Trương Vân Xuyên ngay lập tức phái người đi điều tra niêm phong mấy thứ này, thu được lượng lớn vàng bạc tài bảo. Trong đó chỉ từ lưu gia cùng với trong nhà con cháu bàn chi kê biên tài sản vàng bạc châu báu các thứ đã giá trị hơn trăm vạn lượng tứ phương các bây giờ toàn diện tiếp nhận thanh tra vây cánh phản nghịch, hắn lo lắng tứ phương các sẽ dòm ngó những tiền tài hàng hóa này, đến lúc đó đối phương lấy danh nghĩa thanh tra tiền tài hàng hóa phản nghịch đòi, hắn còn không tiện từ chối. Lượng lớn vàng bạc tài bảo, hắn không muốn giao cho tứ phương các. Dù sao bọn họ bận rộn lâu như vậy, chung quy không thể bận rộn vô ích đúng không? Vâng, ta lập tức đi làm. Lý Dương làm hội trưởng hắc kỳ hội, Hắn từ Lâm Xuyên Phủ mang tới hơn 2.000 huynh đệ nồng cốt. Hôm nay lại ở Trần Châu phát hiện hấp thu không ít người tiến vào đội ngũ, bây giờ nghiễm nhiên trở thành một lực lượng hết sức quan trọng của cảnh nội Trần Châu. Trương Vân Xuyên giao việc như vậy cho Hắc Kỳ Hội, hắn yên tâm. Hội trưởng Hắc Kỳ Hội Lý Dương vừa đi, đô ý Tống Điền liền xuất hiện ở cửa. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên sau khi nâng tầm mắt nhìn thấy Tống Điền, mở miệng hỏi. Tống Điền tiến vào trong phòng, chắp tay nói, đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Huynh đệ chúng ta ở lúc kê biên gia sản tào gia, bùng nổ đánh nhau với tứ phương cát, còn đã chết người. Bây giờ chuyện này đã ầm ĩ lên rồi. Hử? Trương Vân Xuyên nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nói cụ thể chút, chuyện là thế nào? Chuyện là như vậy. Tống Điền mang tình hình sự việc lần lượt hướng về Trương Vân Xuyên tiến hành bẩm báo trương vân xuyên sau khi nghe xong nhíu chặt lông mày hắn tuy trong lòng bất mãn đối với tác phong làm việc của tứ phương các nhưng hắn cũng không muốn đắc tội tứ phương các dù sao tứ phương các là một cơ cấu tiết độ sứ gian vạn thành tương đối tín nhiệm hơn nữa bọn họ làm đều là một ít việc không thể lộ ra với người khác nếu kết thù kết oán với tứ phương các mất nhiều hơn được vì thế ở trong các hành động phối hợp với tứ phương hắn đều tương đối khắc chế cùng nhẫn nhịn đặc biệt tứ phương các vì cướp công thậm chí thay đổi kế hoạch ý đồ một mình bắt đám người gian nghị dẫn tới hành động kế hoạch thất bại hắn cũng chưa nói cái gì nhưng hắn càng không muốn xảy ra mâu thuẫn với tứ phương các càng không tránh được bây giờ huynh đệ dưới trướng hắn không chỉ đã xảy ra xung đột với người của tứ phương các thế mà còn chết mấy chục người việc này liền tương đối nghiêm trọng rồi đi gọi vương tham quân tới trương vân xuyên cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết lập tức bảo tống điền đi tìm tham quân vương lăng vân quyết định nghe một chút ý kiến của vương lăng vân tham quân vương lăng vân về tới chỗ ở lâm thời của mình ở bắc an thành đang chuẩn bị bắt tay vào làm viết báo cáo chi tiết một lần này trấn áp phản loạn hắn biết được đại nhân triệu mình hắn không dám chậm trễ vương lăng vân sau khi tới sảnh bên nghe xong tống điền kể ra một phen đầu óc cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào Trương Vân Xuyên trưng cầu ý kiến của Vương Lăng Vân. Tục ngữ nói ba anh thợ dày thối thắng được gia các lượng. Trương Vân Xuyên rất coi trọng tác dụng của phụ tá cùng với lắng nghe, bây giờ rất nhiều chuyện đều thích trưng cầu ý kiến của các tham quân. Thứ nhất suy nghĩ cá nhân có đôi khi chịu các phương diện ảnh hưởng, có tính cực hạn, có đôi khi sẽ làm ra một ít quyết định sai lầm, tạo thành một ít tổn thất không thể vãn hồi. Thông qua trưng cầu ý kiến của đám người Vương Lăng Vân, hắn lại tổng hợp cân nhắc quyết đoán có thể hình thành một phương án giải quyết tối ưu thứ hai hắn thường xuyên hỏi ý kiến người dưới trướng cho bọn họ áp lực nhất định làm bọn họ không dám lơi lỏng duy trì mọi lúc hiểu biết đối với tình huống các phương diện để tiện cho hắn hỏi tới vương lăng vân trầm ngâm sau đó nói đại nhân chuyện này nói dễ cũng dễ nói khó cũng khó nếu không muốn đắc tội tứ phương các vậy chúng ta liền rút quân sau đó chủ động nhận lỗi chỉ là như vậy, lòng quân sĩ khí của chúng ta chắc chắn chịu ảnh hưởng, về sau cũng sẽ bị tứ phương các ép một bậc, trước sau không ngẩng đầu lên được. Nếu không sợ đắc tội tứ phương các, vậy đối đầu với bọn hắn. Làm như vậy chỗ tốt là bảo vệ huynh đệ dưới trướng, có thể ngưng tụ lòng người, nâng cao sĩ khí. Nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng dễ thấy, đó là sẽ đắc tội người của tứ phương các, về sau sợ là phiền toái không ngừng bây giờ bọn họ cùng người của tứ phương các đã xảy ra xung đột không chỉ chết không ít người hơn nữa bây giờ hai bên còn đang xảy ra giằng co trương vân xuyên nghe vậy đầu óc cũng đang tính toán lợi hại hắn bây giờ tuy đã là trần châu trấn thủ sứ phó tướng tả kỵ quân phó tướng tuần phòng quân rất nhiều danh hiệu đại lão địa phương nhưng hắn bây giờ vẫn muốn thu mình làm việc mọi việc đều thuận lợi không muốn xảy ra xung đột chính diện với tứ phương các cơ cấu như vậy nhưng bây giờ huynh đệ dưới trướng đã xảy ra xung đột với đối phương hắn bên này nếu cúi đầu không đứng ra bảo vệ huynh đệ nhà mình vậy huynh đệ dưới trướng sẽ thất vọng đau khổ hắn chà chà khuôn mặt của mình suy tư một hồi lâu tham quân vương lăng vân nghĩ một chút sau đó lại mở miệng nói đại nhân ta trái lại cảm thấy không cần thiết nuông chiều tứ phương cát nên bật lại lời này giải thích thế nào trương vân xuyên mở miệng hỏi đại nhân, ngài bây giờ đã là Trần Châu Trấn Thủ Sứ, lại là phó tướng tả kỵ quân cùng tuần phòng quân, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng là một nhân vật rồi. Tuy sức ảnh hưởng của ngài so ra kém đám người đô đốc tả kỵ quân Lưu Uyên lúc trước, nhưng dậm chân một cái, Trần Châu cũng phải run rẩy ba lần. Ngươi nếu vẫn chiếu cố tới tất cả các bên, ai cũng không muốn đắc tội như trước kia mà nói, cũng là chuyện không thực tế. Trương Vân Xuyên cũng biết, mình bây giờ vị trí cao, liên lụy với các phe lợi ích cũng lớn. Không nói xa, chỉ nói một lần này xử lý chuyện Trần Châu, liên lụy đến chiến lợi phẩm, vậy liền có mâu thuẫn với tứ phương các. Hắn một lần này cho dù nhượng bộ, vậy quay đầu lại xảy ra chuyện như vậy với thế lực khác, hắn chung quy không thể nhượng bộ mãi. Hắn hẳn là có tính tình cùng lập trường của mình. Ở trong mắt tiết độ sứ bên kia, ngài là người Lê Đại Đô Đốc một tay đề bạc cùng tiến cử lên, xem như người của Lê Đại Đô Đốc. Mà bên trên Lê Đại Đô đốc lại là trưởng sử Lê lão đại nhân mới nhận chức. Vô lượng ngươi có muốn hay không, người ngoài đều cảm thấy ngươi là người phe Lê gia. Vương Lăng Vân dừng một chút, nói, bây giờ ngươi làm mỗi một sự kiện, ở trong mắt người ngoài, đây không phải ý tưởng của cá nhân ngươi, có lẽ người ta sẽ liên tưởng có phải bên trên bày mưu đặt kế hay không. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.